Như nó bảo nó làm khách hàng, em ra order cho. Đây là menu đây rồi, đây là menu đây rồi. Cho mừng ở menu coi. Đây. Khách hàng. Chưa lấy menu. Chưa lấy menu khách hàng gì mà kỳ. Giờ đây. Đây. Em xin lỗi em chưa quay càng ngoẹt. Dạ chị ơi, chị đem món gì ăn ạ? Dạ bên em không được phép mang đồ ăn tới đây chị. Phụ thu 50.000. Dạ phụ thu 50.000 chị. Ok chị nói vào sửa cơ hội nhé. Được nghe. Cho em một câu tranh dây dương ấy. Ít được. Không. Dạ hết tranh dây rồi chị. Ok chị, để em đích thân lên hành cho chị. Anh kỳ quá à. Hỏi lâu lâu rồi nhá. Tranh dây chị cho em hỏi chị mang cái gì vô ăn ạ? Cơm chị. Dạ bên em không bên 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 chị vậy bên em có phục vụ không cho phép mang đồ ăn vào nhà chị vào quán nha chị. Nhưng mà nhà em hôm nay hết gạo phải mua ngoài. Chị cho phép phục vụ ở đây như thế nào chị nhỉ? 110 triệu nên chị không có nhưng luôn. Ok chị chờ tôi, chị chờ em xíu nhé. Chà dưa dưa lưới à? Dưa lưới đâm đầu. Có phải chà đầu không? Chà dưa nhất ạ. Chà dưa cũng ngon em. Anh làm gì cho Như ạ? Anh làm gì cho Như? Ok. Anh làm cho Như đi. Ờ làm đi, đưa em phục vụ tận nơi cho nó nha. Chà Ruby cầm đầu đi. Ủa nãy em sao đường ra chưa là đường đâu. Đó. Đường đầu 18. Anh làm cho khách VIP, khách VIP rồi để em lấy ly cho. Cái gì? Anh muốn mũ gì? Xíu nữa em sẽ ra phỏng vấn khách hàng VIP. Ủa em nhớ còn cái dưa lưới mà ta hết rồi. Khách hàng này không uống được. Được, phục vụ khách VIP giờ là không được tiền tiếp rồi. Khách VIP quá rung tay trên không được tiền tiếp rồi. Chứ nên em ra em hỏi là. Mở hàng phải mở cho khách. Sáng nào mình mở cho mình mà. Sáng là em. Sao mà lại có muỗng này? Lát cũng bưng hết. Anh chưa phải đâu. Ủa đó chị ơi. Cảm ơn. Chị uống chị uống sao gì cho nó phát biểu ông nghĩ chị. Em năng mà. Ủa sao vậy? Trời này chứ. Phát biểu cũng nghĩ trước là muốn làm gì làm chị. Chị về đâu? Chị phát biểu. Ủa không qua được chị. Chị uống miếng nước chị phát không nghĩ. Mày mà gú chót ngon nữa là mày phải thể hiện cái vị của nó như thế nào. Chị ạ, món này em muốn nói là nó chua chua còn ngọt với chị thanh lắm. Chua quá không ấy. Chị không cho đường. Mày là nhân viên. mày làm nhân viên mày bán không? Đúng chua. Chị không cho đường. Đưa thử ra, đưa thử cái con. Đây nè. Nhân viên đi ra thử đồ khách. Chua không? Không cho đường. Không đường mà, không bỏ đường mà. Nhân viên này
không được nhận lương nha, bị trừ quá. Bị trừ tiền ở tàu uống nước của khách nha. Không, chị là phải không có lương. Không, tao đâu cần đâu, tao đi làm vui rồi. Không cần lương. Xem đi em, đây là nhân viên ra uống đồ. Chỗ tao ngon. Thôi, tao lượng cái này nè. Làm miếng, tao ngon đi. Trời, trời, nó mỏng trời. Quay, 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 chưa phỏng vấn, chưa phỏng vấn. Chị ăn chưa? Chị ăn rồi. Thế chị nhanh chưa? Không, tao đâu ăn đâu. Ở không, ấy là phỏng vấn thẳng. Phỏng vấn. Trời ơi, im, tao phỏng vấn. Chị thấy nước ngon đúng không? Trời, thì đi về. Thế gì chị dự định xíu này, chị tiếp cho tụi em bao nhiêu? 500. Sợ thì đi về. Chị dự định. Tại vì trong vì em khó khăn nhiều lắm thì thôi em có 10.000 thì mới về. Không, dạ, nhớ nha. Nhớ nha, đã 10.000. 10.000. Không bò thì đi về. Đây, em bò. Không gắt. Thử nóng lắm. Đâu rồi? Ê, nhớ chế, nhớ bên hôm bữa còn thiếu tiền tiếp nha. Đây 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 được rồi nha, 10.000. Ôi vãi, có tiền ăn vặt rồi. Sao cho em, sao em. Đây 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 em. Nhiều đâu ra có tú, nhiều đâu ra thấy có tú, chắc em chưa xuống gầm bàn em nằm. Uống nước mình không, một miếng nước được không? Thế là mọi người thử hết rồi em. Đâu ai thử đâu. Không, chị mới thử xong mà. Giờ chị nuốt vào chị nói thử. Kỳ quá, nước gì đây? Chanh dây. Chanh dây là chanh dây. Chanh dây vô lửa. Mình không biết thì mình nghe người ta nói, mình không biết mà cái mỏ mình. Thôi thì mẹ em phải bị công nghiện nghỉ đi em. Nhân viên lần đầu uống dưa lưới đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà các bạn biết lần rồi. Lần đầu tiên uống dưa lưới đúng không? Uống nhiều rồi, uống dưa lưới nhiều rồi. Nhưng mà chưa uống chanh dây lưới. Không, là do không bỏ đường. Mình không uống được á. Em mình nghĩ là khách hàng có cần uống ra để mình uống cho. Tồi quá. Tồi quá. Trời ơi, thiệt luôn là một lần mình sửa sợ ăn luôn. Ngon, còn ăn miếng cơm nữa là ngon đó nè. Ủa sao cô chị không có được tin của em ta?